Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach thuộc ABNLP Hoa Kỳ. Trong video clip này tôi tiếp tục lý giải với các bạn vì sao mỗi con người cụ thể lại có những kết quả cụ thể trong cuộc sống hiện nay. Cái kết quả cụ thể đấy bao gồm là một công việc đã như mong muốn hay chưa, một sự nghiệp đã thành công như mong muốn hay chưa, một đời sống gia đình và một đời sống tinh thần đã viên mãn hay chưa. Thì tôi mời các bạn sẽ lý giải bằng cái mô hình này. Cái điều đầu tiên tôi muốn các bạn cùng tôi tìm hiểu đó là kết quả. Ở đây ta gọi là kết quả. Kết quả của một người cụ thể cho đến thời điểm hiện nay. Kết quả đấy bao gồm, ở bên trong thì người đó có một cái tư duy cho đến thời điểm hiện tại. Tư duy đấy để nhận thức rằng cuộc sống, cái gì là cơ hội, cái gì là rủi ro, cái gì là thử thách, cái gì nên làm và cái gì không nên làm, đó là thuộc về tư duy. Tư duy cho đến thời điểm hiện tại thì mỗi người có một cái kết quả đến hiện nay, có cái mức độ tư duy như vậy. Thứ hai là năng lực. Một người từ khi sinh ra được học hành, được trải nghiệm, được làm và được thể hiện mình thì cái năng lực cho đến thời điểm hiện tại giải quyết được những vấn đề gì trong cuộc sống thì đó cũng là một kết quả của một con người cho đến thời điểm hiện tại. Cái điểm thứ ba là mối quan hệ. Một người đã thể hiện mình trong cuộc sống như thế nào để tạo ra cho mình những cái mối quan hệ chất lượng hay là chưa chất lượng, mối quan hệ rộng hay mối quan hệ hẹp thì đó cũng là một kết quả cho đến ngày hôm nay. Yếu tố nữa là uy tín. Uy tín của một người cũng là kết quả cho đến ngày hôm nay. Một người đã thể hiện mình như thế nào trong nếp sống, trong thói quen, trong ứng xử với cộng đồng để tạo cho mình một cái thói quen trong cộng đồng thì toàn bộ những yếu tố này hợp lại trở thành giá trị của một con người. Đây ạ, giá trị của một con người. Và giá trị này thì hoàn toàn có thể quy về vật chất bằng thu nhập. Bằng thu nhập. Nghĩa là giá trị một người ở mức độ bao nhiêu thì nó tương ứng với mức độ thu nhập mà một người đó tạo ra. Và điều này cũng được lý giải một cách cụ thể rõ ràng hơn trong tư duy triệu phú của nhà huấn luyện T. Harv Eker, nhà huấn luyện về tài chính số 1 thế giới. Ông lý giải rằng thu nhập của bạn chính là chính bằng cái giá trị mà bạn mang đến cho thị trường. Vậy thì giá trị của bạn mang đến cho thị trường càng lớn thì thị trường sẽ trả lại cho bạn cái mức thu nhập tương ứng với giá trị mà bạn mang lại. Vậy thì toàn bộ những giá trị này sẽ tạo ra thu nhập. Và tức là thu nhập của một người ở thời điểm đến hiện tại ở mức độ bao nhiêu thì giá trị đấy gồm tư duy, năng lực, mối quan hệ, uy tín thì tạo ra mức thu nhập đó. Bây giờ chúng ta đi tiếp đến cái cột thứ hai. Vậy thì cái kết quả hiện tại này nó được hình thành từ đâu? Vậy thì nó đến từ đây, nó đến từ cái thế giới hành động. Một người hành động cụ thể trong một ngày như thế nào thì tạo ra kết quả tương ứng. Họ hành động với cái điều đó nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm thì họ sẽ tạo ra cái kết quả tương ứng trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Vậy bây giờ trong một ngày cụ thể, người này bắt đầu một ngày mới dậy suy nghĩ về điều gì và ngày hôm nay giải quyết những vấn đề gì. Ngày hôm nay người đó gặp những ai, người đó nói về những câu chuyện gì. Và những khoảng thời gian rảnh rỗi hay là buổi tối về nhà, người đó rút kinh nghiệm, học hỏi những kỹ năng gì để ngày hôm sau giải quyết công việc tốt hơn. Nếu người đó mà biết gì, phân bổ thời gian trong cái khối hành động một ngày này hợp lý và khoa học, và họ chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày thôi thì sẽ tạo ra kết quả khác biệt ngay lập tức năm này qua năm khác. Nhưng nếu một người mà có những hành động năm này qua năm khác, duy trì một cái công việc ấy, duy trì một khối lượng công việc ấy, duy trì mãi mãi một cái môi trường ấy, một cái năng lực ấy, một cái nhóm bạn bè đó, thì cái kết quả nó sẽ không thay đổi cho dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa. Vậy ở đây có một vấn đề. Rất nhiều người nhận ra rằng cái kết quả cuộc sống của mình, nào thì thu nhập, nào thì hạnh phúc gia đình, nào thì đời sống tinh thần, không như mong muốn. Và cũng biết rằng là nếu mình còn tiếp tục duy trì cái hành động như cũ thì sẽ mãi mãi tạo ra kết quả như cũ mà thôi. Nhưng vì sao? Vì sao họ lại không dám thay đổi?
Vì sao họ không dám thay đổi? Bởi vì nó liên quan đến vấn đề là suy nghĩ bên trong họ. Suy nghĩ bên trong họ. Cái thế giới bên ngoài, cái thế giới kết quả và thế giới hành động này này, nó gọi là thế giới bên ngoài. Nhưng thế giới bên ngoài lại được quyết định bởi thế giới bên trong, đó là suy nghĩ. Có phải không ạ? Bất cứ ai trong chúng ta có làm hay không làm việc gì, nó cũng bắt nguồn từ suy nghĩ bên trong. Suy nghĩ là cuộc đối thoại trong đầu của mỗi người, hỏi rằng có nên làm việc này hay không nên làm việc này. Việc này có lợi hay là không có lợi, thì chúng ta mới quyết định suy nghĩ là hành động hay là không hành động. Vậy thì tiếp tục, suy nghĩ này, vì sao mỗi người lại có cái suy nghĩ như vậy? Nó lại bắt nguồn từ cái thế giới ẩn sâu hơn, ở cái tầng nhận thức, ở cái tầng giá trị sâu hơn. Bắt nguồn từ thế giới, hệ thống niềm tin, hệ thống giá trị và hệ thống tâm linh của một người. Hệ thống niềm tin là gì? Là một người, nếu như người nào có kinh qua những cái trải nghiệm về một công việc nào đó rồi và đã làm tốt công việc đó rồi, và bây giờ cái công việc đó lặp lại, thì họ sẽ có suy nghĩ rằng à, mình dễ dàng làm việc này. Và họ sẽ suy nghĩ là mình làm được. Và họ sẽ gì? Họ sẽ làm. Đấy gọi là hành động. Và họ sẽ tạo ra kết quả. Nhưng với người khác, cái hệ thống niềm tin này, họ chưa từng kinh qua và trải nghiệm cái lĩnh vực đó, cái công việc đó, thì họ sẽ bắt đầu tạo ra suy nghĩ là mình chưa từng làm cái việc này. Bây giờ thì mình không có vốn, mình không có quan hệ, mình không có năng khiếu, mình chưa có năng lực, thì mình làm sao được. Và họ sẽ suy nghĩ vậy và họ sẽ từ chối. Từ chối hành động. Và nghĩa là kết quả sẽ gì? Không xảy ra. Tiếp tục đến cái hệ thống thứ hai là hệ thống giá trị của mỗi con người. Hệ thống giá trị này ẩn sâu trong mỗi con người, và nó cho thấy rằng một người có cái giá trị sống là vì mình, hay là một người có cái giá trị sống là vì người khác. Nếu như một người có giá trị sống là vì mình thôi, thì đối mặt với thách thức, đối mặt với rủi ro, đối mặt với vất vả, người đó sẽ nghĩ là thôi, không có cần phải vất vả làm gì. Mình chỉ cần đủ ăn, mình chỉ cần đủ mặc, và cuộc sống mình cứ bình bình như vậy là được rồi. Không sao cả. Tất cả mọi người xung quanh cũng bình bình như vậy là được rồi. Đấy là giá trị của một con người. Nhưng có những người khác thì lại có giá trị khác. Họ lại gì? Họ lại nhìn thấy những người thân yêu xung quanh, ví dụ như là gia đình họ, những người thân của họ, rồi con cái họ, mà đang có cái cuộc sống chưa dư giả, chưa như mong muốn, những cái điều kiện học hành, điều kiện phát triển bản thân nó chưa như mong muốn, thì họ thấy không hài lòng. Và họ thấy rằng mình cần phải nỗ lực làm để tạo ra một điều gì đó, để tạo ra kết quả khác biệt, để tạo ra sự gì đủ đầy, vui vẻ, thịnh vượng, thoải mái cho những người thân yêu. Và họ sẽ suy nghĩ. Và suy nghĩ gì? Trước các đối mặt, các thách thức, các rủi ro, các sự vất vả đối với bản thân ập đến, họ suy nghĩ rằng không sao cả, tôi sẽ đối mặt với những điều đó để tôi giành được các kết quả. Và suy nghĩ như vậy nên bất chấp thách thức, rủi ro, rồi những vất vả, họ sẽ hành động để họ tạo ra kết quả. Và dù họ chưa có kỹ năng, nhưng họ cứ hành động, kiên trì hành động, kiên trì hành động, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cuối cùng họ cũng trở thành cái thói quen. Họ cũng trở thành một dân chuyên nghiệp, và họ trở thành bậc thầy trong lĩnh vực đó. Và cuối cùng là gì? Càng ngày họ giải quyết công việc đó càng dễ dàng hơn và càng tạo ra kết quả tốt hơn. Và đó là toàn bộ những cái giá trị mà họ mang đến thị trường. Họ thay đổi được cái thu nhập của họ. Bây giờ tôi lại giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn nữa rằng vậy thì cái hệ thống niềm tin, hệ thống giá trị tâm linh này nó đến từ đâu? Nó bắt đầu bắt nguồn từ cái quá trình này. Toàn bộ quá trình này, quá trình này bắt đầu gì? Một con người cụ thể chúng ta bắt đầu sinh ra từ 0 đến 7 tuổi. 0 đến 7 tuổi, nghiên cứu của NLP chỉ ra rằng đây là giai đoạn đóng dấu về nhận thức, về giá trị, về nền nếp, về năng lượng của một con người cụ thể. Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, vậy từ 0 đến 7 tuổi là giai đoạn đóng dấu. Vậy thì có những đứa trẻ nó sinh ra trong gia đình nhà nông dân, có những đứa trẻ nó sinh ra trong gia đình nhà công nhân, có những đứa trẻ nó sinh ra trong gia đình mà bố mẹ nó là chủ doanh nghiệp, có những đứa trẻ nó sinh ra trong gia đình là bố mẹ nó làm công chức, quan chức, lãnh đạo. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, mỗi điều kiện một gia đình, điều kiện kinh tế sẽ khác nhau. Điều kiện hiểu biết của bố mẹ về sự phát triển con người, sự phát triển về xã hội,
về nhận định tình hình kinh tế xã hội, và cái tư duy của họ trước các diễn biến xã hội cũng khác nhau. Bởi vậy những câu chuyện họ nói trong nhà đấy cũng khác nhau, và toàn bộ những cái điều khác nhau đó nó gọi là đóng dấu mà ngấm hoàn toàn vào đứa trẻ này, ngấm hoàn toàn vào đứa trẻ từ 0 đến 7 tuổi này. Và đứa trẻ này thừa hưởng toàn bộ mọi tư duy, mọi tinh thần, mọi năng lượng, mọi ứng xử của bố mẹ nó trong nhà. Và từ nền tảng này, đứa trẻ bắt đầu bước sang giai đoạn 2, là giai đoạn từ 7 đến 14 tuổi. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn bắt chước. Đứa trẻ bắt đầu bắt chước. Vậy đứa trẻ này bắt chước ai? Nó chỉ có thể bắt chước đầu tiên là bố mẹ nó. Bố mẹ trong gia đình ứng xử như thế nào, nó sẽ bắt chước cái cách ứng xử đó. Bố mẹ trong gia đình tư duy về cuộc sống, chuyện trò với nhau, ứng xử với nhau như thế nào, nó sẽ bắt chước cái thái độ, cái ứng xử, cái tư duy đó. Bố mẹ sống với nhau trong nhà có cái năng lượng yêu thương như thế nào, nó sẽ cảm nhận được cái năng lượng yêu thương đó và nó sẽ phản ứng ra. Và bắt đầu xa hơn, nó bắt đầu bắt chước là hàng xóm xung quanh. Rồi bắt đầu nó đi trường học ở giai đoạn 7-14, nó bắt đầu là nhìn ngó xung quanh và nó bắt đầu du nhập bắt chước những cái gì mà phù hợp với những giá trị của nó. Vậy thì ở đây này, các bạn hãy chú ý này, khi đứa trẻ này đến trường học, nếu như cái nền tảng giá trị của nó, ví dụ từ 0 đến 7 tuổi, ví dụ như một đứa trẻ bị khóa cửa ở trong nhà và nó không được giao tiếp với ai, giai đoạn đó từ 0 đến 7 tuổi nó chỉ có thể nhìn cuộc sống vận động qua cái chắn song cửa sổ mà nó bị khóa trong nhà, thì nó sẽ tự diễn giải cái cuộc sống đấy là như thế nào vào trong đầu nó, và nó sẽ tự thoại với nó về cuộc sống. Và dần dần rồi, nó mất cái sự tương tác và nó sợ giao tiếp với người ngoài. Vậy thì đến giai đoạn 7-14 này, nó đến trường, nó cũng rất sợ giao tiếp. Và nó sẽ tìm những đứa bạn, những người bạn của nó cũng sợ giao tiếp, những cái đứa ít nói đó, chơi với nhau trở thành một nhóm. Và cái nhóm đấy, nó càng củng cố cho cái giá trị là gì? Ngại giao tiếp. Và những đứa trẻ đó chơi với nhau, chúng không cần nói gì với nhau cả ngày cả, chỉ cần nhìn nhau thôi, thế sau đó thì hết giờ thì về. Và chúng nó rất sợ chơi với những đứa trẻ mà gì? Hoạt ngôn, đứa trẻ linh hoạt, đứa trẻ nghịch ngợm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng rất sợ bị bắt nạt. Rồi tiếp tục, trải qua giai đoạn 2 là 7 đến 14 tuổi, giai đoạn bắt chước, thì những đứa trẻ này bắt đầu bước sang cái giai đoạn trưởng thành hơn một chút là 14 đến 21, là giai đoạn chúng bắt đầu học trường cấp 3, chúng bắt đầu đi đại học. Vậy thì không thể thoát ly khỏi cái nền tảng giá trị chúng đã được hình thành từ nhỏ, những cái khuôn mẫu mà chúng đã được cài đặt từ nhỏ. Chúng sẽ mang những giá trị đó đến cái môi trường rộng lớn hơn, nhưng thể hiện bản tính của mình. Chúng sẽ nhặt những người bạn mà cùng hệ giá trị lại chơi với nhau để củng cố tiếp những cái hệ giá trị mà đã được cài đặt từ nhỏ, những khuôn mẫu đã được cài đặt từ nhỏ. Ví dụ, những cậu bé linh hoạt thì sẽ tạo thành một nhóm chơi với nhau. Những cậu bé ít nói, ngại giao tiếp sẽ là những cặp chơi với nhau. Và hết cái giai đoạn là gì? Giai đoạn gọi là hòa nhập xã hội này, thì đến cái giai đoạn gọi là giai đoạn từ 21 tuổi đến 35 tuổi, được gọi là giai đoạn thể hiện. Thì cuộc đời của một đứa trẻ cho đến giai đoạn trưởng thành, đến giai đoạn 21 đến 35 là bắt đầu thể hiện mình bằng tất cả những gì chúng đã học được, bằng tất cả những gì mà chúng đã nhận thức được, chúng đã làm được, đã trở thành cái năng lực chuyên môn, năng lực vô thuật của chúng. Chúng bắt đầu là gì? Thể hiện bản thân mình ra xã hội. Và một điều thú vị các bạn sẽ chú ý đây, khi thể hiện bản thân mình trong xã hội thì cái giá trị của một người đó nó thể hiện đúng bằng cái thu nhập. Vậy thì một người có nền tảng hệ tư duy, năng lực, giá trị, uy tín, phong cách ra sao được hình thành từ những giai đoạn này, và nó trở thành một khuôn mẫu bên trong đang chỉ đạo mọi hành vi hành động bên ngoài để tạo ra đời sống vật chất, đời sống tinh thần và những mối quan hệ chất lượng xung quanh. Đến đây thì các bạn đã bắt đầu hiểu cái hành trình vì sao một người lại đang có cái kết quả như hiện tại, vì sao một người lại đang có cái thói quen như hiện tại, vì sao một người lại đang có cái tư duy như hiện tại, những hành vi như hiện tại, có cái thái độ như hiện tại khi đứng trước sự kiện, hiện tượng hay là ứng xử với các mối quan hệ xung quanh. Và như vậy, nếu như cuộc sống, nếu như công việc, sự nghiệp chưa được như mong muốn, thì có một điều gì đó, có một cái hệ lập trình nào đó nó thiếu hoặc nó lệch. Bởi vậy, khoa học NLP, khoa học lập trình, ngôn ngữ, tư duy
sẽ giúp kiểm chứng toàn bộ quá trình này, kiểm tra toàn bộ quá trình này để xem có những điều gì là sai lệch, có những điều gì là những hạn chế mà bị vô tình cài đặt vào trong những thời điểm này. Thì khoa học NLP sẽ dùng những cái kỹ thuật của mình để rút ra những hạn chế, rút ra những đám mây tiêu cực, để cài đặt vào họ những niềm tin đúng đắn, những tư duy đúng đắn, những công cụ để đo lường cuộc sống này, thiết kế kế hoạch chiến lược đúng đắn để tạo ra một cuộc sống như mong muốn. Chào mừng các bạn đến với NLP Quyền Năng, khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh, giúp con người chúng ta trở nên vượt trội và xuất chúng.